Cuộc đời của các bạn sẽ không khá lên nổi nếu trong bàn tay mà sở hữu những dấu hiệu sau đây. Thực sự không phải nó nói quá. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới tất cả các bạn mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1978 đang rơi vào trường hợp tương tự. Làm ăn hoài không thấy tiền đâu, cứ thất thoát mãi. Cuộc đời cứ rơi vào hết bế tắc này tới bế tắc khác, mặc dù cái mẫu bàn tay này nhìn không đến nỗi nào, tương đối là đầy đặn. Và sau đây cũng không muốn dài dòng nữa, mình sẽ đi phân tích rõ từng đường chỉ để mọi người cùng nắm bắt đâu là những cái dấu hiệu xấu mang lại cái sự bất hạnh đến như vậy cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay thì ta thấy da bàn tay của người phụ nữ này rất là mềm mại, không có quá thô ráp. Bàn tay khép lại rất là chặt, không có một cái kẽ hở nào ở các khu vực kẽ ngón tay. Tiếp theo nữa, các gò không quá cao, cũng không quá thấp. Đây được gọi là bàn tay làm được ra tiền, kinh tế cũng tạm khá. Nhưng mà tại sao ngay từ đoạn đầu video mình lại đưa ra cái tựa đề là cuộc đời sẽ không khá nên nổi? Chắc chắn nó phải có nguyên do rồi. Đây, nó sẽ nằm ở đường chỉ tâm đạo. Cái đường tâm đạo này nó quan trọng. Nó sẽ phản ánh rất nhiều về tính cách của họ, tâm tính. Tâm đạo mà người ta đặt cho tên là tâm đạo sẽ phản ánh về tâm tư, tình cảm, tâm tính của chủ nhân mẫu bàn tay đó. Mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi. Đường tâm đạo đậm, sâu, nét, rõ ràng, thể hiện là người sống đạo đức, luôn luôn hy sinh vì người khác. Khi họ làm bất cứ điều gì, luôn luôn nghĩ tới lợi ích của đối phương trước khi nghĩ tới lợi ích của bản thân. Đấy. Vì thế, nếu chúng ta chọn bạn đời, chọn ý trung nhân hoặc chọn bạn bè đồng nghiệp để kết giao, nên chọn những người mà sở hữu đường chỉ tâm đạo đậm. Nhưng cái gì cũng vậy, nó có hai mặt. Đường chỉ tâm đạo mà đậm quá, nó như là con dao hai lưỡi. Tốt với người thân quá, hy sinh vì người thân quá, nhưng rồi nhận lại toàn là đắng cay mà thôi, chả được cái gì tốt đẹp cả. Mình đã thấy rất nhiều người phụ nữ sở hữu đường chỉ tâm đạo đậm, cứ làm quần quật quanh năm suốt tháng, rồi hy sinh lo cho anh chị em, người thân, ba mẹ, lo cho hết người này cho tới người khác, lo đến nỗi mà bản thân nhìn lại xung quanh, tài sản của cải ra hết sạch, chả còn gì nữa, nhiệt tình hết mình đến thế là cùng. Nhưng rồi nhận lại thì làm sao? Nhận lại những người thân của họ đều quay lưng khi mà hết giá trị lợi dụng. Cuộc đời nó trớ trêu như vậy đấy. Chắc nhiều quý vị đang theo dõi cái video này cũng thấy đồng cảm và cảm thấy bản thân mình nằm trong trường hợp tương tự như chính chủ nhân mẫu bàn tay này đây. Lo cho người thân, hy sinh vì người thân, nhưng rồi khi hết giá trị lợi dụng họ lại quay lưng. Đấy. Cuộc đời mà, xã hội này mà, người ta phù thịnh chứ không ai phù suy cả. Khi còn giá trị lợi dụng, họ sẽ luôn luôn ân cần, vui tươi, vui vẻ với mình. Nhưng mà khi không lo được cho họ nữa, bắt đầu họ sẽ quay lưng và coi thường mình. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay sinh năm 1978 này, chị ấy cũng thừa nhận rằng như vậy. Đã lo cho mẹ này, lo cho em này, rồi lo cho người thân này, làm được bao nhiêu này, rồi gom góp lại gửi về, nhưng mà mẹ với em phá hết sạch sẽ, không giữ được lại đồng nào hết. Và còn quay lưng oán trách khi chủ nhân mẫu bàn tay này chưa lo kịp thời. Đây là một dấu hiệu đáng buồn cho người mà sở hữu cái đường chỉ tâm đạo quá đậm như thế này. Vì thế trong khoa xem chỉ tay, các gò này, các đường chỉ này, các dấu hiệu trong lòng bàn tay nó nên tốt một cách vừa phải. Chứ mà cái gì nó tốt quá đấy thì nó sẽ sinh ra nhiều điều bất cập, nhiều khi lại phản tác dụng nữa. Chủ nhân mẫu bàn tay này đây, dấu hiệu đường chỉ tâm đạo đậm này đây, là một cái minh chứng rõ ràng nhất. Những bạn nào đã từng bị mất tiền vì người thân, lo lắng cho người thân, xong rồi bị người thân quay ra chửi rủa, xỉ vả, đấy, mà có đường chỉ tâm đạo tương tự như thế này, thì hãy vào bình luận dưới video này nhé, để cho mọi người cùng trải nghiệm, xem cái lời mình chia sẻ có chính xác là như vậy không. Chính vì vậy, cuộc đời này làm ra đồng tiền nó đã khó, chi tiêu làm sao cho đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng mục đích, mà tạo được ra lợi lạc thì nó lại càng khó hơn. Đấy. Cứ hy sinh cho người thân xong rồi có nhận được lại gì tốt đẹp đâu. Họ còn quay lưng, họ còn khinh rẻ, họ còn coi thường khi mà mình không giúp đỡ họ một cách kịp thời. Nếu mà xét theo nhân quả, âu cũng do là kiếp trước chủ nhân mẫu bàn tay này mắc nợ với người thân xung quanh, nên kiếp này cứ phải lắng lo, cứ phải chạy vậy, không thể nào thoát được ra.
Tiếp theo ta sẽ đi phân tích, đó là đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo đây, mọi người có thấy rõ không? Đây là đường chỉ trí đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này nhé. Đường chỉ trí đạo này thì nó chia làm hai nhánh. Đấy, trông nó rất là kỳ lạ so với những đường chỉ trí đạo thông thường. Đây, một nhánh của nó là như thế này. Hai nhánh của nó là như này. Nó chia ra, phân ra làm hai. Mà cái điểm tách rời của nó là từ khoảng đầu. Đấy, ngay cái khoảng đầu nó đã phân nhánh ra rồi. Nó sẽ làm hình đuôi cá ở khoảng đầu này rồi. Sẽ là người thông minh, có đầu óc tính toán, rất chịu khó. Và số phải thường xuyên đi xa nhà để lập nghiệp. Mẫu bàn tay này cũng sẽ có những thành tựu nhất định trong cuộc đời. Nhờ có trí tuệ thông minh nên họ làm ăn sẽ thường xuyên gặp được nhiều may mắn, có nhiều người giúp đỡ, đa phần là từ người ngoài xã hội. Và người sở hữu đường chỉ trí đạo phân nhánh làm đôi như này, thiên hướng của họ sẽ thường đi theo con đường đó là kinh doanh, buôn bán, đầu tư, và sẽ hay gặp được những cái may mắn bất ngờ. Và khi ta để ý ngay trên gò Thái Âm, ta cũng thấy xuất hiện đường chỉ du lịch. Đấy, cái dấu hiệu này mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi. Đấy, mọi người thấy không? Có hai đường chỉ du lịch rất đậm nhé, nó hướng lên luôn. Thể hiện là người có số đi xa, xa nhà, xa quê để lập nghiệp. Chủ nhân mẫu bàn tay cũng đã chia sẻ thực với mình là hiện tại đang sinh sống và làm việc, kinh doanh bên Đài Loan, cũng đã xa quê được hai mươi mấy năm nay rồi. Và kinh doanh rất là lắm lộc, tiền vào rất nhiều. Nhưng rồi các bạn thấy đấy, cuối cùng lại cũng lo cho người thân. Rồi trong tay hiện tại chả còn gì nữa. Đây thực sự là một cái điều bất hạnh. Đấy. Có số đi xa đấy, có số gặp may mắn đấy, rồi thành công đấy, nhưng mà tóm gọn lại chả có gì trong tay. Và có một cái đường chỉ rất là kỳ lạ, đó là đường chỉ sinh đạo. Rất nhiều người sẽ rơi vào trường hợp đường chỉ sinh đạo này nhé. Đấy, mọi người thấy không? Đường chỉ sinh đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này, nó rất là mờ, nó rất là mỏng. Và các đường, các đoạn của nó thì nó cứ bị đứt khúc và nó không có rõ ràng. Nó không thống nhất theo một cái thể nào cả. Chỗ thì đậm, chỗ thì nhạt, chỗ thì mờ và nó bị đứt khúc. Đấy, mình có thể vẽ minh họa cho mọi người xem này. Cái giai đoạn đầu này, nó từ đây này. Đấy, nó chạy tới đây đúng không? Đấy. Tới đây nó sẽ bị đứt khúc, rồi nó lại nối tiếp. Tới đây nó lại đứt khúc, nó lại được nối tiếp. Đấy. Và tới đoạn cuối này sẽ có một đường chỉ sinh đạo nữa. Đây là đường chỉ sinh đạo bị đứt khúc. Dấu hiệu này thì thực sự là không có hiếm gặp. Những người sở hữu dấu hiệu này trên mẫu bàn tay là cuộc đời của họ sẽ thường phải lênh đênh, vất vả, lam lũ. Cuộc đời của họ luôn luôn tràn đầy sóng gió, không có ngày nào được gọi là thoải mái, ngày nào được gọi là nghỉ ngơi trọn vẹn cả. Họ sẽ luôn luôn quấn tới công việc. Đấy, và áp lực kinh tế, áp lực gia đình sẽ luôn luôn đè nặng lên chính bản thân họ. Đấy. Và tiếp nữa, người mà sở hữu đường chỉ sinh đạo bị đứt khúc nhiều như thế này cũng là dấu hiệu nói lên chuyện hôn nhân vợ chồng của họ ở với nhau sẽ gặp nhiều trục trặc, mâu thuẫn, khắc khẩu, không cùng chung quan điểm. Và mình khẳng định nó sẽ rơi vào trường hợp này. Nhiều người sở hữu đường chỉ sinh đạo nó bị đứt đoạn như này có thể bị tai nạn và có thể chết hụt và có thể mất mạng ở tuổi trung niên hoặc lúc trẻ. Nhưng bù lại mẫu bàn tay này, ta quan sát cổ tay có tận 4 vòng. Chính vì thế ta sẽ loại trừ đi cái vấn đề đó là người này có thể chết trẻ hoặc gặp tai nạn hoặc gặp những cái điều nó không hay ảnh hưởng tới sức khỏe tuổi thọ. Thì ta có thể loại trừ. Người sở hữu vòng cổ tay 4 ngấn sẽ là người sống trường thọ và tuổi thọ rất là cao. Và không ngoài gì khác, người sở hữu đường chỉ sinh đạo bị đứt đoạn quá nhiều sẽ nói nên chuyện vợ chồng dễ lục đục, dễ cự cãi, dễ bất đồng quan điểm, không có cùng chung quan điểm. Rồi sẽ nhiều lần muốn bỏ nhau nhưng mà không bỏ được. Chủ nhân mẫu bàn tay cũng tâm sự thật với mình, đó là lấy chồng sinh năm 1969. Mình xét 2 tuổi thì vợ tuổi Ngọ, chồng thì tuổi Dậu, Tý Ngọ, Mão Dậu, Tứ Hành Xung. Và cách nhau về tuổi tác khá lớn, cả chục tuổi. Chính vì thế cái quan điểm nó cũng trái ngược. Rồi cứ gây lộn hoài, cứ một tuần lại kiếm chuyện vài lần. Tương tự như vậy. Rất xấu cho những cặp tuổi nào mà phạm vào Tứ Hành Xung. Đấy. Trong khoảng 10 cặp rơi vào Tứ Hành Xung, khoảng 7 đến 8 cặp là trục trặc rất nhiều, không có tiếng nói chung. Và có khoảng từ 1 đến 2 trường hợp là ngoại lệ. Còn khoảng đến 7 đến 8 cặp là thôi. Gia đình cứ như là hũ mắm tôm. Đấy. Gia đình cứ như là cái phường chèo vậy đấy. Suốt ngày có chuyện. Chuyện nhỏ xé ra to. Đấy. Không có chuyện cũng sinh ra chuyện. Gia đình rất là lộn xộn. Đấy. Cho những người mà sở hữu đường chỉ sinh đạo bị đứt, bị ngắt quãng, đứt khúc như thế này. Trong một cái bàn tay xấu thì vẫn có xuất hiện những cái nét tốt chứ không phải là xấu toàn bộ được.
Mẫu bàn tay này có đường chỉ thủy tinh xuất phát từ ngay cổ tay. Đấy, nó chạy thẳng lên tới gò thủy tinh, tức là dưới ngón út. Đấy. Người sở hữu đường chỉ này đậm, sâu, rõ sẽ là người có sức khỏe tốt. Có đau ốm bệnh tật nhưng cũng chỉ là bệnh tật lan man sơ qua thôi, chứ không có hề nặng nề. Và cái lời ăn tiếng nói của họ sẽ rất là linh hoạt, miệng nói, tay làm. Và luôn luôn nhận được nhiều cái sự thiện cảm từ mọi người xung quanh. Đấy. Và họ rất là có lộc về buôn bán. Đấy. Công việc chính của họ sẽ thường xuyên sử dụng lời ăn tiếng nói để kiếm tiền. Và mình cũng tiên đoán về hậu vận của chủ nhân mẫu bàn tay này. Đó là cái phần nằm về cuối đường chỉ sinh đạo đây, mọi người thấy không? Về cuối đường chỉ sinh đạo thì ta thấy rất đậm nhé, sâu nhé, rõ nhé. Nó như là một vết cắt, vết khía vào thịt vào da, chứ không phải là như một đường chỉ nữa. Về cuối đường chỉ sinh đạo, càng sâu, càng đậm, càng rõ bao nhiêu sẽ thể hiện là người có chất lượng cuộc sống về cuối đời tốt bấy nhiêu. Chắc có lẽ những cái sự hy sinh vì người thân, vì gia đình, vì mọi người xung quanh của chủ nhân mẫu bàn tay này. Đấy, về khoảng thời gian cuối đời, chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ được đền đáp, nhận lại cái sự may mắn, sẽ được con cái lo lắng, rồi kinh tế cuối đời cũng gọi là ổn định, chứ không còn rơi vào trong vòng khó khăn nữa. Tuổi thọ cũng rất là cao. Căn cứ vào cái mẫu bàn tay này, mình cũng dám khẳng định chủ nhân mẫu bàn tay này phải sống từ ngoài 70 đến 80 tuổi đấy. Đấy. 70 đến 80, đấy, trong khoảng đó. Đấy. Còn nếu mà biết tu nhân tích đức, hành thiện, làm nhiều việc tốt nữa, thì cái đường chỉ nó còn đậm nữa, nó còn rõ nét hơn nữa. Nó sẽ khiến cho tuổi thọ của các bạn cao hơn. Chính vì thế, khi các bạn xem chỉ tay, thấy tay của mình xấu thì đừng quá bi quan nhé. Tay vẫn có thể cải thiện, vẫn có thể thay đổi bằng chính cái suy nghĩ, bằng chính cái hành động của bản thân bạn. Nếu mình xem tay, mình biết tay của mình xấu, thì mình hãy nhanh chóng làm những việc tốt, những việc thiện để thay đổi cái số phận của bạn bằng chính hành động hiện tại. Đó cũng đúng như cái câu dùng đức năng để thắng số vậy. Chứ không phải là ai sinh ra bàn tay đã xấu như vậy thì suốt cuộc đời vẫn mãi xấu. Như vậy là sai lầm. Nó chỉ đúng với những người chấp nhận với số phận, không chịu cải sửa, không chịu thay đổi, không chịu làm phước mà thôi. Và ngược lại, nếu sinh ra chúng ta có một bàn tay tốt mà chúng ta cứ ỷ lại, làm những trò sai trái để tiêu hao đi cái phước đức của bản thân, làm những trò bậy bạ, trái với luân thường đạo lý, vi phạm pháp luật, thì cái phước đức của bạn cũng sẽ giảm đi đấy. Từ một bàn tay tốt, nó sẽ xuất hiện ra những cái dấu vết xấu, nó khiến cuộc đời của các bạn sẽ đi xuống rất nhiều, vừa giảm thọ, vừa giảm về tiền tài, kinh tế, sức khỏe cũng lao dốc luôn. Chính vì vậy mình muốn hướng tới mọi người, hãy dùng đức năng để thắng số. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Nó thực sự là khoa học chứ không hề có sự mê tín. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.